Tập 8. Con xem gì vậy? Mẹ. Tây Tương Ký. Mẹ ngồi đi. Hồng Nương trong Tây Tương Ký thật có ý nghĩa. Làm mai cho tiểu thư quanh quanh, bỏ hết bao nhiêu là công sức. Mẹ, hôm nay mẹ cũng làm Hồng Nương. Mẹ à, cho ai vậy? Con đoán thử xem. Con không biết. Ngốc quá. Cho con và thằng hổ. Ai nói con gả cho anh ấy chứ? Con còn chưa suy nghĩ kỹ. Được, được. Chờ khi con suy nghĩ kỹ rồi mới tới cho mẹ biết. Mẹ, con biết rồi. Mẹ, đi thông thả. Thúy Nhi. Thúy Nhi. Ai? Tôi ở dưới lầu. Em ở dưới này. Lên đây ngay. Đi ra ngoài với ta. Dạ, tới liền. Mẹ, con về rồi. Về rồi à? Mẹ, để con làm giúp mẹ. Không cần, để mẹ được rồi. Mẹ, sao hôm nay mẹ vui vậy? Con đoán thử đi. Mẹ bán hết cá rồi. Vậy thì con không nghĩ ra rồi. Nói con nghe, hôm nay bà cả tới nhà của chúng ta. Bà cả, bà ấy tới nhà chúng ta để làm gì? Bà ấy tới dặm ngõ đấy. Dặm ngõ. Bà cả muốn rước con về làm con rể ở nhà bà ấy. Thật sao? Còn có giả nữa sao? Bà ta đã tới đây rồi. Mẹ, không phải là đại chính gia và bà hai đều phản đối sao? Mọi người và bà lão đều đã đồng ý, đâu có đến lượt họ phản đối. Được. Để con làm giúp mẹ. Lần này cô vừa ý rồi chứ. Nhưng còn nhị nương, bà ấy là cái gì? Chỉ cần bà lão và bà cả đồng ý, cô và anh hổ sẽ xứng đôi dừa lứa. Ngốc quá đi. Tiểu thư, chờ em với. Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy? Cô mặc kệ, cứ đi theo ta. Cô nhìn kìa. Cô cũng nhìn kìa. Nhanh lên. Nhìn này. Cái này đẹp quá. Cái này cũng đẹp. Chủ sạp đâu rồi? Chủ sạp đâu rồi? Có ai không? Tiểu thư, cô mua gì? Cái này bao nhiêu? Buôn bán nhỏ, cô thích thì cứ trả tiền tùy ý. Những món ở đây ta đều thích. Ta mua hết. Được được, cảm ơn. Tiểu thư, mua quá nhiều không? Ta còn chỉ ít đấy, mua hết. Trả tiền cho cô. Cảm ơn. Tạm biệt. Nè tiểu thư, chờ em với. Bạch Xà Truyện, tuần mới của ai vậy? Hiểu Nguyệt Tiên. Chúng ta vào xem thử. Tôi thích Hiểu Nguyệt Tiên lắm. Đi.
Tiểu Thúy, chúng ta cũng vào xem hát đi. Nhiều thứ như vậy làm sao bây giờ? Mang vào trong. Nghe đây, nghe đây. Bán thuốc, bán thuốc. Coi con rắn này. Coi đi, coi đi. Nghe, nghe, nghe. Thuốc xoa bóp, thiên trị, trật khớp, nội thương, ngoại thương đều trị khỏi. Mau mua đi, mua đi. Mua đi, mua đi. Nghe, mua đi. Mua thuốc không? Mua đi, mua đi. Cô à, cô có mua thuốc không? Mua đi, mua đi. Rắn của anh có độc không? Đương nhiên là có độc. Thuốc rắn của ta là bí kíp tổ truyền mà. Còn rắn, ông có bán không? Tôi không bán. Tôi chỉ bán thuốc, không bán rắn. Nè nè nè, mua thuốc đi. Mua thuốc đi. Nè nè, mua thuốc đi. Mua đi. Tôi cho ông cả bọc tiền này, ông có bán không? Bán. Mày, cầm lấy. Trân Châu, mẹ. Trân Châu à? Trân Châu, sao con mua nhiều thứ vậy? Bà cả, tiểu thơ mua toàn đồ theo. Bình thường con không chịu học theo, sao hôm nay con lại? Tiểu thơ muốn thêu hầu bao cho người yêu. Cô thật nhiều chuyện. Mẹ ơi, tụi con đi đây. Mẹ ơi, chuyện gì? Mẹ qua đây một chút. Được. Mẹ, mẹ xem này. Như vậy đẹp rồi. Nè, mũi kim này phải đâm vào đây. Chỉ phải đối thẳng nhau. Đúng rồi, là vậy đó. Đúng, đúng rồi. Như vậy đấy. Luyện tập thêm, con sẽ biết theo. Dạ biết rồi. Mẹ tôi đâu? Bà cả. Bà cả bị tạm thời hôn mê vì quá sợ hãi. Nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ tỉnh lại. Đại phu, làm phiền ông quá. Tôi mở một toa thuốc cho bà cả. Sau khi bà ấy tỉnh, nấu cho bà ấy uống. Nhĩ Khoan, cậu lo cho đại phu nhé. Âu Dương nào, tới phòng của ta ngay. Mẹ, mẹ. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Con không biết. Con không biết đã xảy ra chuyện gì. Không biết à? Không lẽ con rắn biết đục lỗ sao? Sao nó biết chui vào trong bô tiểu? Lại là con quỷ nhỏ đó làm. Không đâu,
Cô ấy không làm như vậy đâu. Nó có làm chuyện này hay không, trong lòng con biết rõ. Con về nói giúp mẹ một lời. Nếu nó thật sự đã làm chuyện này thì hãy xin lỗi Ngọc Mai ngay. Nếu nó nói láo mà bị ta tra ra, nó sẽ không có kết quả tốt đâu. Chắc chắn con sẽ chuyển lời lại. Mẹ đừng giận. Mẹ đừng giận. Lúc nãy mẹ gọi anh đi nói gì? Điều tra lai lịch của con rắn đó. Vậy anh nói sao? Tôi có thể nói gì? Tôi chẳng biết gì cả. Không biết là tốt. Cô nói vậy ý là sao? Không có ý gì cả. Cũng lạ thật. Cái bô tiểu có nắp đậy lại. Con rắn làm sao chui được vào trong? Anh muốn biết thật không? Còn phải hỏi. Vậy tôi nói cho anh biết. Con rắn đó do tôi thả. Cô nói sao? Cô thả à? Đúng. Là do tôi thả. Tôi hiểu rồi. Đó chính là cách của cô. Đúng. Ai dám phá hoại việc của tôi, tôi sẽ cho nó chết. Cô điên rồi. Tôi điên đấy. Là tại bọn họ ép tôi trở nên điên. Lần này ả không bị rắn độc cắn chết, coi như mạng ả lớn. Lần sau ả không còn may mắn như vậy nữa đâu. Cô dám? Cứ coi tôi có dám không. Tôi cho anh biết. Tính khí của anh nuôi anh biết rồi đó. Chúng ta đã dạm ngõ với người ta. Nếu trân châu không gả qua đó, đầu của anh và cả đầu của tôi đều không giữ lại được. Anh liệu mà làm lấy đi. Cô. Mẹ làm sao vậy? Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ làm sao vậy? Vừa rồi mẹ nằm mơ thấy ác mộng. Mẹ mơ thấy gì? Mẹ thấy con rắn. Nó. Nó bò trên chiếc giường này, bò lên để cắn mẹ. Con rắn đó đã bị Lưu Đại Thúc bắt và đập chết rồi. Mẹ à, mẹ cứ yên tâm đi. Nó bị đập chết thật à? Chết rồi. Mẹ yên tâm đi. Bà cả, uống thuốc đi. Đưa cho tôi. Mẹ, uống thuốc đi. Từ từ. Đưa cơm của bà cả qua bên đó chứ. Thưa bà cụ, đã đưa tới rồi. Vậy ta ăn cơm đi. Mẹ để con đi. Không cần. Tự tôi làm được.
đây là canh gì vậy? Canh rắn. Là con rắn đêm qua bắt ở trong phòng của bà cả. Rắn trong bồ tiểu mà cũng ăn sao? Rắn trong bồ tiểu tại sao không ăn được? Con rắn đó có thể chui vào trong bô tiểu thì đó chính là xà yêu. Uống đi, trường thọ đấy. Uống hết cho ta. Uống đi. Rắn. Cô nhìn đi. Có rắn. Rắn. Bà cả, con là Thứ Nhi mà. Con là Thứ Nhi. Không. Cô không phải là Thứ Nhi. Cô là rắn. Cô là rắn độc. Có rắn. Cô đừng qua đây. Bà cả, bà đừng sợ. Con sẽ ra ngoài ngay. Con sẽ ra ngoài ngay. Đi đi. Đi. Đi đi. Không xong rồi. Không xong rồi. Bà cả. Bà cả không xong rồi. Bà lão ơi, bà cả, bà ấy bị bệnh nặng lắm rồi. Mau đi mời đại phu. Con đi ngay. Mẹ. Bà cụ, chúng ta ra ngoài nói đi. Cậu canh ở đây. Đại phu à, bao nhiêu ngày đã trôi qua, sao vẫn chưa khỏi bệnh? Bà cụ, bà cả đã quá sợ hãi. Vậy có cứu chữa được không? Bệnh tình rất nghiêm trọng, phải để ý điều dưỡng mới được. Vậy điều dưỡng bằng cách nào? Ngoài uống thuốc ra, còn phải bổ khí dưỡng thần. Không được bị sợ hãi nữa. Tôi biết rồi. Lão già tới rồi à? Chị Ngọc Mai hôm nay thế nào rồi? Bị sợ hãi quá. Anh nói chị Ngọc Mai này cũng quá nhát gan phải không? Chỉ có một con rắn mà làm chị ấy sợ quá như vậy. Cô đừng đắc ý. Từ lâu mẹ đã nghi ngờ cô rồi. Nghi ngờ thì sao? Bà ta có nhân chứng hay là có vật chứng? Cô coi chừng đấy. Cô đối xử với Ngọc Mai như vậy, mẹ sẽ không tha cho cô đâu. Bà ta không tha cho tôi à? Tôi không tha cho bà ấy thì có. Tôi cảnh cáo cô. Tốt nhất cô đừng nên có ý nghĩ đó. Cô dám động đến một sợi lông của mẹ tôi, tôi băm cô ra thành trăm mảnh. Âu Dương Nam ta nói được thì sẽ làm được đấy. Đau lòng rồi phải không? Mẫu tử đồng tâm mà. Tôi hứa với anh, tôi không động đến mẹ anh. Nhưng còn Ngọc Mai, nhất định à phải chết. Nếu không, việc của chúng ta không thành được. Bây giờ Ngọc Mai đã bệnh, đây đúng là thời cơ tốt nhất chúng ta ra tay. Cô dứt bỏ lòng dạ đó đi. Việc đại nghịch bất đạo này Âu Dương Nam ta không làm. Tôi càng không thể để cô làm. Anh
mẹ. Trân Châu, ngoan, con mau tới nhà của thằng Hổ. Mời vú con đến đây, mẹ có chuyện phải nói với bà ấy. Con đi đi. Mẹ, con đi ngay. Vũ ơi, Vũ ơi, Trân Châu con tới rồi à? Mẹ của con, mẹ của con bị bệnh rồi. Cái gì? Mẹ con bệnh rồi à? Người đâu? Đi, gọi Ngô Thức sang đây. Dạ. Con gái có được là nhờ như vậy. Nhưng tôi không hối hận. Tôi đã làm một người phụ nữ hơn một tháng. Bao năm qua, tôi đã nhận ra bà là một người tốt bụng, yêu thương Trân Châu. Tôi giao con gái lại cho bà. Chẳng may tôi gặp phải bất hạnh, nhờ bà hãy chăm sóc cho nó. Kiếp sau làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ báo đáp cho bà mà. Bà cả, bệnh của bà sẽ khỏi mà. Tôi biết là bệnh của tôi không khỏi được đâu. Bọn họ đều nói tôi dơ bẩn. Nhưng tôi biết là tôi không dơ. Tôi không dơ. Sau này nếu bà gặp phủ đầu, bà phải cảm ơn cậu ấy giúp tôi. Bà cả, tôi sẽ làm. Em à, nếu em không chê bai ta, thì đừng gọi ta là bà cả nữa. Gọi ta một tiếng chị đi, được không? Chị Ngọc Mai. Được rồi, em gái. Nếu em không chê bai, thì hãy để Trân Châu qua nhà em làm con dâu của em đi. Chị nhận thấy Hổ con rất yêu Trân Châu. Có lẽ chị không kịp uống ly rượu mừng của tụi nó.
chị không có gì để lại cho Trân Châu. Đây là một số tiền dành dụm của chị, coi như là của hồi môn, chị dành cho Trân Châu. Chị Ngọc Mai, không được đâu, tất cả phải nhờ em rồi. Không được, em cất đi. Chị Ngọc Mai, em không thể lấy được. Em không thể lấy được. Chị Ngọc Mai, chị Ngọc Mai, cảm ơn em. Cảm ơn em. Chị Ngọc Mai, chị không thể làm như vậy được. Chị Ngọc Mai, cảm ơn em. Chị Ngọc Mai. Dạ, bà Hai cho gọi tôi. Đóng cửa lại đi. Ngồi đi. Dạ, tôi không dám. Không dám. Bảo cậu ngồi thì cậu cứ ngồi đi. Dạ. Qua đây. Cậu đi theo lão gia bao nhiêu năm rồi? Dạ, không nhớ. Tôi đã tính giùm cậu rồi. Thêm 10 ngày nữa là đủ 20 năm. 20 năm rồi. Trí nhớ bà Hai quả là tốt. Tôi hỏi cậu, trong 20 năm qua, lão gia đối xử với cậu thế nào? Ơn tự như núi, được. Đã là ơn tự như núi thì cậu phải biết ơn đền đáp, có đúng không? Đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Bây giờ lão gia đang có một việc khó, cần sự giúp đỡ của cậu. Bà Hai, có chuyện gì bà cứ nói thẳng ra. Chỉ cần là chuyện của lão gia, dù phải lên núi xuống biển, Hồ Thất này cũng không bao giờ từ chối. Được. Tôi chỉ cần câu nói này. Bà Hai, chuyện gì? Không được. Cái này không được. Cái này không được đâu. Không được đâu. Ngô Thất, trí nhớ của cậu cũng tệ thật đấy. Cậu vừa mới nói xong, chớp mắt một cái đã quên hết rồi. Bà Hai, dạ được. Dạ được. Ra tay đi. Bà Hai, mau ra tay đi. Chạy nữa sẽ không kịp đâu. Ra tay đi. Bà Hai, ra tay đi. Chạy đi. Chạy đi. Bà Hai, chạy đi. Bà Hai à, chạy đi.
Bà cả. Bà cả. Đa sao nãy nãy. Người đâu? Mau tới ngay. Người đâu mau tới ngay. Bà cả không xong rồi. Mau cho người tới. Bà cả không xong rồi. Làm đi.
lão. Bà lão, bà không thể đốt được đâu. Bà đừng đốt. Bà lão ơi, gia nghiệp mấy chục năm không thể đốt sạch hết được. Bà ơi, người đâu? Mau ra chữa lửa đi. Bà lão, bà lão, người đâu? Lão Xuân Thơ. Ông Tôn à. Trấn trưởng. Dạ, trưởng trấn. Vừa rồi ngoài kia đã xảy ra chuyện gì? Là đội đám ma của nhà họ Âu Dương. Cây đổ thì chim bay khi ly tán. Xem ra nhà họ Âu Dương tán gia bại sản rồi. Sau này trong trấn không còn ai dám đối nghịch với ông nữa. Đúng. Nhưng trong chốc lát ta ít đi một đối thủ. Trong lòng cảm thấy không vui chút nào. Gần đây không phải Âu Dương Nam sống phơi phới hay sao? Ông không sợ? Ta sợ hắn ư? Tên này bản tính nhu nhược so với mẫu lạc đà. Nó chưa xa.